Mọi người có thể để ý cái đây là trường hợp khách hàng bị nám rất là nặng, nám chân sâu, nám mảng đồi mồi cộng với tàn nhang rải rác khắp bề mặt và bề mặt da, rất là bị nhiều những quá trình lão hóa. Thì hiện tại thì Huế đã cho khách hàng sử dụng sản phẩm uống bôi đắp ở tại nhà 45 ngày. Sau 45 ngày thì toàn bộ cái phần chân nám của khách hàng đã được đẩy rất là rõ lên trên bề mặt. Và ngày hôm nay thì Huế sẽ bắt đầu sang cái giai đoạn bóc tách cho khách hàng. Ở giai đoạn này thì Huế đã chấm bằng cái Odo cho khách hàng rồi, và bây giờ là một tuần sau khi chấm Odo thì toàn bộ cái phần mà nám mảng và chân sâu đã được đẩy lên trên bề mặt này. Hôm nay thì Huế sẽ bóc toàn bộ cái phần này để cho mọi người có thể xem là sau khi bóc xong thì da khách hàng sẽ có được một làn da cực kỳ là trắng, cực kỳ là căng bóng, và nó sẽ loại bỏ được toàn bộ những cái phần nám sạm, tàn nhang, đồi mồi khách hàng nhé. Mọi người để ý này, khi mà mình bóc ra thì như vậy. Và khách hàng này thì mình tuần trước á, là mình vừa mới làm cái chấm Odo cho khách hàng. Khi mà chấm xong thì nó sẽ có, mọi người để ý là nó sẽ có những cái hiện tượng sủi trắng ở những cái vùng sắc tố của khách hàng. Chấm đến đâu thì nó sẽ sủi trắng đến đó, sau đó thì nó sẽ đóng vẩy thì nó sẽ thâm lại như thế này và nó sẽ bong ra theo cơ chế tự nhiên. Đấy, sau khi mà bóc xong thì mọi người sẽ để ý này, toàn bộ cái vùng da khách hàng và vùng nám của khách hàng nó đã được sạch hết toàn bộ như thế này. Đó, mọi người có thể xem này, hai bên bây giờ là khách hàng đã sạch và rất là đẹp rồi. So sánh với cái hình ảnh mà trước khi mà khách hàng sử dụng cái sản phẩm của bên mình thì nó sẽ rất là khác, mọi người có thể nhìn thấy. Đây, đây là cái hình ảnh mà trước khi mà khách hàng bắt đầu vào cái quá trình điều trị. Mọi người nhìn thấy rõ cái phần nám của khách hàng không ạ? Đó, và sau khi kết thúc cái giai đoạn điều trị giai đoạn 2 là cái giai đoạn bóc tách nám thì cái da của khách hàng mọi người nhìn thấy đã có cái sự thay đổi như thế này. Da rất là sáng, rất là trắng và toàn bộ bề mặt da, toàn bộ cái phần nám chân sâu đã được hút hết lên trên bề mặt và bóc tách ra ngoài ở cái liệu trình thứ hai. Chị ơi, em đã bóc nám cho chị xong rồi, bây giờ thì chị xem là da của chị như này chị có hài lòng không? Hôm trước, tuần trước là chị vẫn còn đang lăn tăn mãi, không biết là cái vết này nó bong ra nó hết sạch nám không. Thì bây giờ chị đã thấy cái nám của chị sạch hết chưa? Dạ vâng. Chị bị nám này rất là lâu năm rồi, chị đi nhiều nơi nhưng mà chị chưa hết. Này chị cảm thấy rất là ok. Và cảm ơn chị. Như vậy là về nhà thì mình chỉ cần dưỡng da và sử dụng theo đúng những cái phác đồ mà em đã đưa cho chị theo cái từng giai đoạn thì mình sẽ giữ được cái làn da nó đẹp như thế này nhé chị nhé. Mọi người nếu như ai có tình trạng đang bị tình trạng nám mảng, nám chân sâu và chữa rất là nhiều nơi không khỏi thì hãy inbox hoặc để lại số điện thoại thì những chuyên viên và bác sĩ của bên Huế sẽ giúp cho mọi người có một cái phác đồ điều trị để có được cái làn da trắng và sạch như vị khách hàng đây nhé.